sông nước. Dùng mái chèo ta ngược về đây, đồng quang gió lòng nơi này, bàn tay dầu dài nên ngài vốn vinh. Đất hẹp ruộng khô, bàn chân ai bước đi mô mà vội vàng. Miền Trung đất hẹp ruộng khô, ngày đêm mong mệt bên đò ngang ai chờ. Đi trên đất Bắc quê mình, tiếng ru mẹ hát nặng tình nước. Ngày xưa chăn giặt trong con, ngày nay khôn lớn vuông tròn hiền vinh. Xinh đẹp quá
Gươm vắng bóng thời xưa. Bà Sáu vô phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội liêm. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa. Đến Huế rồi thăm dòng sông Hương, đường qua Ví Dạ chợ Đồng Ba Ngự Bình, thăm lăng di tích thăm thiên mụ, tóc thề chậm vai nghiêng nón qua trường tiền. Đêm trăng buông trên bên Vân Lâu, ngắm câu mai đầy dòng ai nghe thơm sâu. Bên đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai quang đến miền Lộc tỉnh xưa, cho hôm nay tương lai tìm sáng ngời, làm khách muôn phương đến rồi không nỡ đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa qua suốt từ ba thế kỷ qua, giang đôi tay qua côi cùng với năm châu Sài Gòn ngọn ngọc viên đó. Giang đôi tay qua côi em đó mời, cùng với năm châu Sài Gòn ngọn ngọc viên đó. Hay, hay lắm, các con làm hay lắm, ha ha. Kính thưa vua cha, chúng con đã về. Chào mừng các con đang quay trở về với quê cha, với đất tổ. Vậy thì ngày hôm nay, các con có biết tại sao cha lại mở hội trùng dương để các con có thể tề tụ về đây hay không? Dạ kính thưa vua cha, hôm nay cha cho triệu tập chúng con tới đây, chắc là trong lòng cha có nhiều điều lo nghĩ. Có phải cha định nhường ngôi lại một trong số chúng con, phải không cha? Còn con thì sao hả con gái? Dạ thưa cha, con á, con thì không có nghĩ như vậy. Con nghĩ là cha hôm nay triệu tập chúng con về đây là để ban thưởng cho chúng con, đúng không cha? Chắc chắn một điều rằng trong hội trùng dương ngày hôm nay, cha gọi chúng ta đến là để nói cho các chị biết các chị đã làm sai những gì, còn ta đây đã làm tốt những gì, đúng không cha? Dạ kính thưa cha, ở hải đảo quê con, người dân sống kham khổ, không biết khi nào sóng lớn bão to. Từng tấc đất của chúng con ngoại xâm lâm le muốn chiếm đoạt. Con thiết nghĩ hôm nay cha triệu tập chúng con về đây, chắc chắn là cha có một phương án hay nào đó để cho mình tốt đẹp hơn, đúng không cha? Ta hiểu, ta biết ý của các con. Ai cũng quan tâm, cũng lo cho đất nước. Và các con, ai cũng đều là những người tài giỏi và mạnh khỏe. Hôm nay, cha có một điều này muốn nhờ các con. Các con hãy giúp cha bẻ gãy một bó đũa tre này nha.
Dạ, để con thử trước thưa cha. Con cứ làm. Hi-ya! À, gãy móng tay rồi. Nè, cho chị. Cha ơi, này sao bé? Để ta thử. Bố đủ này thì có hề hấn gì với ta. Em thử đi. Con làm không được. Để bẻ gãy một bó đũa tre này, các con làm không được à? Các con đều là những người tài giỏi và mạnh khỏe nhất của Bắc, Trung, Nam và ở ngoài đảo mà. Để cha thử cho các con nha. Cha ơi, nếu bẻ gãy từng cây như vậy thì quá dễ rồi. Dạ đúng rồi ạ. Các con cũng nhận ra rằng một chiếc đũa tre bẻ thì rất dễ gãy mà đúng không? Tại sao các con không nghĩ một điều rằng ngày hôm nay ở hội Trùng Dương, cha tề tụ các con về đây là để các con hiểu được một điều rằng Bắc, Trung, Nam hay ở biển đảo có mạnh đó, có giỏi đó, nhưng chỉ khi các con biết đoàn kết với nhau thì sẽ không ai có thể làm hại được các con. Và chỉ khi các con biết đoàn kết với nhau thì đất nước của chúng ta mới trường tồn, thì muôn dân mới no ấm. Và đó chính là những gì mà ta muốn nói với các con trong hội Trùng Dương hôm nay. Các con đã hiểu rõ chưa? Dạ, chúng con đã hiểu. Tốt lắm, các con tốt lắm. Đất nước của chúng ta rồi sẽ trường tồn khi các con biết đoàn kết với nhau. Tia nắng ấm, từng đàn chim vỗ cánh tung trời. Đất nước tôi đã trải qua bao ngàn đời. Kia là miền Trung thương nhớ, kia là miền Bắc thân yêu. Về miền Nam nghe giọng hò, âu ơ mẹ hát ru. Dân tộc tôi 54 anh em cùng sát vai vượt qua những thăng trầm, cùng tiến lên đem máu xương tô thắm non sông Việt Nam. Nắm tay đưa non sông Việt Nam đi lên, hãy cùng sát vai đưa Việt Nam qua cơn bão tố. Một đất nước nhiều những gian lao, một quê hương khát khao hòa bình. Dòng xưa mẹ xe núi lớn ta, mẹ Việt Nam muôn đời kêu hơn. Hãy cùng nắm tay 54 dân tộc anh em, hãy cùng sát vai đem tình yêu vào trong tiếng hát. Giọt nước mắt rồi sẽ lau khô, ta cùng bước trên con đường dài. Người Việt Nam dòng máu Việt Nam, từng đàn chiến là sẽ vút bay trên bầu trời Việt Nam. Cùng nắm tay 54 dân tộc anh em, hãy cùng sa
sát vai, đem tình yêu vào trong tiếng hát. Giọt nước mắt rồi sẽ lau khô, ta cùng bước trên con đường dài. Người Việt Nam, dòng máu Việt Nam, đừng đàn chiến là sẽ vút bay. Trên bầu trời Việt Nam. Chúc mừng đội sắc màu đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Và đó cũng là một tiết mục rất là thú vị với sự xuất hiện của Vua Hùng và sự tích bó đũa. Và kính thưa quý vị, cũng xin được cảm ơn hai giọng ca đã hỗ trợ cho tiết mục này, đó là ca sĩ Khánh Hoàng và ca sĩ Hồ Nguyệt Ánh. Một lần nữa xin được chúc mừng và xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến từ ban giám khảo. Xin được bắt đầu với nam ca sĩ Thái Châu. Ca mà mình hát của mình rất là dễ, mình muốn hát kiểu nào đó mình hát. Nhưng mà khi đồng ca mình phải nương với nhau, mình cũng phải điều với bạn mình, từ cái cách nhả chữ ra nữa thì cái sự thể hiện mình mới đẹp, mới nghe hay được. Tôi xúc động với tiết mục này. Các bạn đem câu chuyện đoàn kết dân tộc lồng ghép một thông điệp rất lớn để gìn giữ, để bảo vệ, để xây dựng và phát triển đất nước. Cái hội trùng dương mà các bạn đặt ra chỉ để nói một điều, đó là phải đoàn kết. Tôi đánh giá cao ý tưởng của các bạn. Bên cạnh đó, cái tính lịch sử và cái tính hiện đại từ trong cái cách các bạn chọn bài hát hình như nó chưa có khớp vào nhau. Vì vậy nên nó chuyển tải cái thông điệp hơi bị sượng. Cảm ơn Đào Duy ngày hôm nay không có nói nhiều, không có dẫn nhiều, hóa thân vào nhân vật Vua Cha, triệu hội trùng dương trở về với các con chỉ để nói đúng cái thông điệp đó. Và với cái sử dụng thông minh từ câu chuyện bó đũa, em đã làm sáng bật ý tưởng về tinh thần đoàn kết. Tuyệt vời Đào Duy. Như là Lập nói, giá như cái bài Quê Hương Ba Miền đó các bạn đổi thành một bài khác, tôi nhớ lại một cái bài nó rất là hay, và anh nghĩ Uyên Trang cũng sẽ hát được cái bài này. Đó là cái bài Hát Từ Cội Nguồn. Cái bài Cội Nguồn xưa, tiếng hát mẹ Âu Cơ, âm hưởng bóng trầm, từ nôi trầm trưng cho trăm con tự hào dáng đứng. Ôi dáng đứng Việt Nam đẹp, đẹp mãi đến muôn đời. Tại vì trong đó nó có rất là nhiều cái câu hay. Bãi lúa nên nương dâu, nên làng, nên bản. Rồi á, từ cái điệu ca trù nên điệu hát văn. Rồi hò mái nhì, hò mái đẩy, và nó thành cái cậu giọng cổ bây giờ. Thì cái bài đó nó sẽ nối được tất cả cái ba miền của chúng ta lại. Và nó không khiên cưỡng khi các bạn mặc cái đồ này để các bạn trình diễn một cái bài nó rất là tân như vậy. Các bạn chọn bài, các bạn chưa chọn kỹ thôi, chứ cái ý tưởng của các bạn vẫn ra. Và hy vọng là các em sẽ phát huy hơn nữa cái tinh thần của mình để làm cho những tiết mục sau tốt hơn. Cảm ơn các em. Phần mở đầu em vẫn sử dụng đúng cái mô típ trang phục nguyên si như thế, nhưng các em múa được cả ba miền. Thì tôi cho rằng đấy là cái hội tụ của con lạc cháu hồng. Và đặc biệt là mảng cuối cùng, tức là các dân tộc lại đổ hết về đấy. Riêng về màu sắc nhé, và cái tứ cấu trúc trong tác phẩm múa thì tôi cho rằng cái đó là hai cái em làm rất tốt. Thế nhưng mà mình hơi lạm dụng cái chuyển động của múa nhiều quá, cho nên các bạn ấy không còn là cái người cùng hóa thân vào cùng cái giải lụa, hay hóa thân vào cùng từng cái đoạn múa. Thủ pháp nghệ thuật mà nhìn có cao, có thấp, có không gian, là cái đó là cái rất hạn chế mà em hết sức lưu ý. Và một lần nữa xin cảm ơn những nhận xét của ban giám khảo.